Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình tên là Nghĩa. Hôm nay mình sẽ tiếp tục với Halo 5. Và như lần trước là tại do mình tuần trước mình khá là bận nhiều công việc cho nên mình chưa thể quay được. Cho nên hôm nay mình sẽ quay dài dài ra một tí, khoảng 40 phút chẳng hạn. Thì mình sẽ cố gắng quay một lượt 2-3 tập gì đó để có thể up dần dần cho các bạn coi sau. Tại vì mấy bữa nay mình cũng khá là bận vì trên trường rồi thi cử các kiểu đại học. Thì nên mình cũng mong các bạn thông cảm với mình một tí. Ok, thì wow. Chúng ta sẽ vào cái gì đây? Lần trước chúng ta đang đi thang máy đi xuống nè. Và bắt đầu ta. Thang máy vẫn đang đi xuống. This is Spartan Jameson Locke, UNSC. Cũng hay là mỗi lần mình chơi là mình có save game lại. Lại nữa. Mấy cái này che hết trơn không thấy gì hết đó. Hình như chúng ta gần tới. Cái tay cầm nó mình cứ run run. Well, he's gonna get it anyway. Ghê vậy lợi đó. Ôi, đây. Nên bắn không? Osiris, the people of Meridian Station need our assistance. Security gì đây nè. Này không biết mình bắn đồng đội hay không. Chúng ta nghĩ chúng ta không nên bắn đó. Nếu có vấn đề đâu đây mình giúp tụi nó, như vậy là mình bắn nó. Nãy cái vô tình mình bắn thằng kia nè, bài đai thật. Tội thanh niên đứng mà không nói rõ là mình cứ tưởng là địch. Đi đây, shotgun. Cái gì vậy? Nó tới kìa, nó tới rồi. Sao? Station under attack. Ủa, mấy cái này bắn đã vậy? Ủa, bắn ngon. Sao mà mấy đứa ơi? Boss định giùm chị ơi, alo. Boss ở đây. Ủa, mà hết đạn mấy người, assist our boss. Ê, bắn đi. Ôi, mấy trò mòn này nó bắn ghê thế. Chúng ta đang bị tấn công rồi. Ý. Ô, wow. Mấy thanh niên kia vẫn còn sống. Nhìn thấy có con gì bự lắm mà. Ê. Nó chết rồi. Cái tay cầm mình cứ rung mỗi lần vậy. Mình cứ sợ tưởng có chuyện gì xảy ra. Wow. Đây. Ô, mấy thanh niên teleport. Rồi, mấy đứa lại đây. Ôi! Vãi thật. Thế sao vậy? Không, mà mỗi lần nó nổ thì mới ghê á. Ôi, hết đạn. Đây, có cây này. Cái cây này là cây hôm bữa mà mình bắn nè. Đưa vô con nòng ngắm này cái kiểu ghê lắm. Mình cũng chưa thử qua cái Halo 5 Warzone. Nhưng mà tôi đang rất là muốn thử đây. Mình để xong mình làm hết cái boss throw của cái single này cho là tính. Ôi. Bắn. Ê. Mẹ hình quá. Rồi. Ây da, trời. Bên đường phải kìa. Ôi, cái đéo gì vậy? Bắt nhiều lúc á. Ây. Nhiều lúc á là nó cứu mình, bây giờ mình phải cứu nó lại. Kiểu như tình thương bính thương. Có qua có lại như vậy lòng nhau mà. Ô. Giết cái mày nào, teleport. Ây, gần hết máu rồi. Ôi, cái đéo gì vậy? Ôi. Lại cứu anh mấy đứa ơi. Vé mấy con boss chạy vòng rồi. Quá nó đi. Mày phải boss vậy. Nhìn... Không phải vậy. Mặc dù nhìn nó đồ sội thôi chứ hình như nó không phải boss. Ok còn nào nữa không? Má thanh niên. Chạy đâu hả? Mình ta phải lên cái này đúng không? Lên kiểu đéo gì?
Xong hết chưa? Xong hết chưa? Take that position. Gì đây? Một cung rõ là ý nó đang muốn nói gì với mình. Push up. I'm on it. No problem. Copy. Take that position. Gotcha. Sounds good. Nó chỉ cái này là sao mình không hiểu cho lắm nha. À đây còn con quái. Gọi là chúng ta không hết rồi nè. Nếu hồ nào có đạn đúng không ta? Má đi cứ đi vòng vòng mà không thấy cái gì hết cũng hơi kỳ. Mở cửa ra đi, mở cửa ra. Ok. Ồ mới có xe nè. Ồ, ồ giờ lên xe nào mới được. Ồ lên này đi. Ồ mà anh thích cái này. Lên đi mấy đứa, lên. Chờ anh nè, nó bắn cái này cho. Ồ má. Lái được, lái không minh tí nha ba. Lái được, có lái ngu được rồi. Mẹ. Mấy đây em going down. Hình như đội. Còn con kia hình như là địch hay sao á. Đồng thế. Ê hình như bắn chúng đồng đội. Ê bay. Lái xe chỗ này chết người rồi. Xe ôm gì kỳ vậy. Ồ lái gì. Nó dí kìa. Ơi má sao đông quá vậy. Bắn không sợ luôn á. Chưa mặt kìa. Má một nồi luôn. Ơi má bị nóng máy đấy chứ. Ồ bắn đi. Như đó là kia địch hay sao á. Đồng đội. Sao địch nè, đó. Đó nè. Ngáo nè. Cái đồng cái gì? Bắn bớt đi. Ồ, nó bắn một phát là mình gục luôn á. Đi tiếp đi, mời giờ nó mới cộng, mời chồng mình đưa. Má trong đây có cái kiểu như là nó ùn tắc giao thông nữa chứ. Má mở cửa ra, mở cửa vô. Con này có ai không ta? Má sao bờ ri cái đường nào đó nhìn dễ nhìn hơn coi. Đi đường giữa không đi. Ủa bây giờ nó có xe nó dí theo mình không kìa. Ồ má bắn nguyên cái băng đạn nhưng mà không chết. What the fuck. Má châu bò vậy. Ây da trời. Ủa má thích chiếc này mà sao được lái chiếc này. Má thanh niên có biết lái xe không vậy? Trời má mém chết rồi nè. Go. That knight's got a scatter shot. Watch the spread on that. Lái xe đi. Đứng đó là cái gì? Nè, thanh niên khoai dễ sợ. Ôi, má nhìn chỗ này nhìn đẹp thiệt chứ. Nhưng mà đi cha trời cái gì vậy bạn? Cái gì vậy bạn? Bạn nghĩ bạn lai. Ôi mà nó bắn ra đạn lửa luôn rồi. Ui. Này thì đạn lửa con. Này thì chạy ông nhông. Con nít con nó về nhà đi ngủ đi. Này thì chạy ông nhông. Sao bắn đéo tao mày lái xe kiểu đéo gì vậy? What the fuck man? Má lái xe lộ một vòng luôn mới ghê chứ. What the hell? Thanh niên ngáo của năm. Thôi để tao lái cho. Má này lái ngáo quá đi thôi. Bỏ tên. Vô mấy đứa. Holy what? We're gonna need to borrow your toy. Lên. They'll get more use out of it than you will. Oh yeah. Cái này lái khó thế. Nó cứ sao quậy chán được ta. Kẹt mở. Thôi đi mẹ rồi. Move up.
At location. Chỉ mình đi đâu ấy nhỉ? Đây 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 đây. Nãy giờ mình cứ đi đường kia, mình bấm nhầm nút cái nó chỉ mình đi hướng kia. I like this. Lên mấy đứa ơi, lên lên lên. Nhanh, còn bỏ một veo đó. Dead, what the fuck. Private security for a frontier colony, even cái đéo gì vậy? Nghĩ sao vậy? Ôi sao kìa, bắn chậm thế. Công nhận đam to thiệt nhưng mà bắn hơi chậm. Cho nên đồng đội phải hỗ trợ càng nhanh càng tốt. Ý ý bậy 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 nha dân chơi. Nổ nè, đó thấy không? Nổ nè. Cán nè, cán nè, đó cán nè. Đó, còn ai nữa không? Đứa nào láo dám ra hết luôn đi. Đó. Sao nó cứ chỉ cứ mập mờ mình biết đâu ta? Phải chỗ này không? Vấn đề là phải chỗ này không? Không rõ, listen talking to him. Mình nghĩ cái chị vậy đúng rồi, mình nghĩ là vậy. Nhưng mà bây giờ chờ kia. Cái gì đây? Ăn đạn nè, đó. Đó, ô má sao bắt con hụt không vậy? Mình bắn gì mà còn hụt nữa sao? Nó thanh niên chạy kìa. Lên. Nghĩ sao vậy? Má nhìn cái xe tao đi. Nhìn xe tao đi. Này thì chạy nè. Này thì teleport nè. Đứng trong góc nè. Đó, đó. Cái này mới ghê rồi đồ. Cái này mới là dân chơi nè. Đó, đâu rồi. Đồ đồ má nổ rồi. Ồ má như Star Wars vậy. À, ngoài ra thì mình theo mình các bạn nào từ game Star Wars đó, thì theo mình thấy game nó không có gì hay cả, các bạn đừng có mua phí tiền làm gì. Nhưng mà phim á, Star Wars The Force Awakens á, là có vẻ hứa hẹn đó. Các bạn nên coi thử. Còn game thì cũng chả gì thú vị, giống như một Battlefield Hotline thứ 2 á. Cái này thì chạy nè, ồ, đó. Ồ, mà thanh niên tao ghét thằng này, teleport lắm nha. Rồi, còn trên đây nữa, má turret. Sao, Vô, mở cửa cho anh vô. Ý, bị thở. Đồ mất thằng lộn. Má thanh niên má bị bắn cái văng ra ngoài luôn. Để nào xuống trước đó coi, để tao bắn cái này coi. Cứu nó. Đúng rồi, má ngoan. Bây giờ phải hiểu nhau vậy chứ. Má mình bắn gì mà nó ăn đạn cái nó mất luôn. Đó. Chúng ta phải dọn dẹp cái bãi chiến trường trước khi chúng ta vô. Trời ơi, chúng ta tới rồi mà vẫn chưa thấy chuyện gì xảy ra. Ý, thằng kia chết. Lên xuống cứu mày. Đó, hay không. Lời bóng tiếp. Địch cái máy gì vậy? Cái đéo gì vậy? Bố đang lái mà, what the fuck. Ơi, đồ, boss. Gì ghê thế. Má vừa lúc đó mình vừa mới xuống cái xe đó. Chính xạ rồi bà. Đó, chết rồi kìa. Mình gặp mấy con này nữa chứ, ấy da trời. Đã thấy còn hết đạn, what the fuck, còn đâu rồi. Đạn rồi, hết đạn rồi. Còn chỗ nào có đạn không? Đó, chơi tay không luôn. Đù mấy cái này hang. Ồ, mấy cái này hay. Bắn ghê ta. Ôi ơi. Chạy, trời má nó né. Né nè, đó. Hấp đạn luôn, khỏi lái thôi.
Còn súng đâu ông ta? Hết súng rồi. Đây đây, cái này đây. Có còn không? Có đạn không? Không có đạn. Bắn kiểu này nãy giờ nó chăn hành luôn á. Rồi rồi, còn bên đây nó... Ui, ui, má rồi. Ê, nó rớt đồ, nó rớt đồ. Nó rớt đồ. Scatter shot. The fuck is that? Hết chưa ta? On my mark. Copy that. Nó sẽ rất chỉ tùm lum la well you have done it. Đồ, nhìn ngắm nè, cái đồ ngắm nè. The fuck. Nó đẩy cái đồng dưới lên trên nè, hay rồi xong nó hiện mấy cái gì ra. Ồ, mấy cái súng này đẹp vãi luôn. Push up, right away. At location. Move up. Copy. Okay. Put that vehicle to good use. Đồ, 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 cái này hay, cái này hay. Về đâu? Take that scorpion, Spartan. Taking the scorpion. À không, để mình lấy con này đi. Let's get hunting. Lên lên mấy đứa ơi, lên. Push up. On it. Hopping up the mongoose. Mẹ, tưởng nếu mình xạo được cái này chứ, nhưng mà ai ngờ giờ nó cũng đã vô được nè. Rồi, hết cho lái rồi. Governor Sloan, I was hoping we might have a word. We'll talk. I trust you won't cause it. We'll be with you shortly. Ok, và chúng ta đã đi tới đây rồi nhá. Proceed to Medina Station. Nó nằm đâu? Vô lô mấy đứa ơi. Ồ, mắt thanh niên, bố thanh niên. Ôi, what the fuck. Ngáo ngáo đang đi cái lùi lại là sao ta? The fuck mấy thanh niên? Đi đi nhanh 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 nhanh. Đây Median Station đây. Vô lô. Này chắc đồng đội nha. Mình không nghĩ là địch. Ủa mấy thanh niên tái mặc đồ như siêu nhân ga vậy. Thì chúng ta làm gì trong đây ta? Cái khu này cái station nhưng mà không biết mình làm gì trong đây nữa. Cái điềm vòng để tìm hiểu hay gì đó. Chắc là nhưng phải cho mình chỉ dẫn để mình đi tới đâu chứ. Hoặc là đi theo ba đứa này. Ba đứa này chắc là biết đường. Too excited about kissing the behinds of UNSC. He's an AI. What's wrong with him? He looks broken. Rampancy onset. Late stage from the looks. Probably sacrificing. Nó đang có vấn đề. Tụi này là chỉ là AI thôi chứ phải là người thật. Nó cứ sao sao ấy nhỉ? Nhìn nó cứ tục tục thế đéo nào á. Ồ má, Veil có bộ đồ giáp màu đỏ nhìn ngầu quá. Why so many Spartan here? Why now? But you have done right by my people. I'm unaware of the use. Have your look, but make it quick. Governor Sloan out. So where do we start looking? The best intel in a place like this comes from the people. Keep your ears open. Giờ chúng ta đi đâu? Mình cũng không rõ là chúng ta sẽ đi đâu. Nhưng mà có checkpoint nè. Listen to gì đi. Ok, đây. Là chỗ này đây. Was anyone with you at the outpost? Chúng ta phải kêu mỗi lần tới chúng ta đi chúng ta nghe và cái thông tin. What happened over at the comms tower? Distress call. But then the tower caught fire. Okay, Ed. And just relax. Your painkiller should kick in. Mình không rõ là mình phải làm gì đây. Mấy thanh niên Spartan Spartan mặc đồ khá là đẹp nhưng mà không hiểu sao lại gục. Survivor. Thằng này hả, nhìn ngầu ngầu. Nhưng mà không có ngầu cái của mình. Một thanh niên nữa nè. Thanh niên đầu đầu. Cái gì? Má vãi cái mã. Má vãi cái nhịp tim mà đồ đau cái kiểu cái cơ bắp. Vãi.
Nhìn cái nhìn thịt sườn á. What we should say, Apogee, I think that's our location. Okay. Chúng ta được một đứa nè. What was its bearing? Going toward the station. And it was going fast. Đây là chúng ta nói xong cái chuyện này mới được. Và nó đang tìm được một số vật thể khá là lạ ở đây. Và thằng Doctor đang chơi iPad đây. Đó, thấy anh thanh niên đồ bấm iPad đếu cần nhìn đúng không? Nhìn vô mấy đồ này đếu cần bấm đếu cần nhìn iPad luôn đồ. Chơi lần hai cái hả con? Đấy, lớn già đầu chơi vãi cái lên thì. Má cái súng nó che hết nguyên cái màn hình luôn mới ghê chứ. Má vãi cái súng thiệt che hết nguyên cái màn hình. Vãi đấy. Access terminal. Đây là chúng ta sẽ tới terminal đây. Accessing terminal. Scan, vãi cái scan. Má làm này là mình lại nhớ tới cái từ game Metal Gear Solid, nó có cái iDroid. Má kêu má lần đầu tiên nhập iPhone kết hợp với Android ra iDroid vãi đái. Where do we go? With your permission, we'd like to go ask them ourselves. Đây, Balikin. There's a cargo Balikin on the metal station landing pad. We'll get you out to up to the whiskers. Cái máy bay Balikin mình tưởng là người hay gì đó, ai ngờ nguyên chiếc máy bay đù mà nhìn ngầu vậy. Đù ngầu. Boarding the Pelican. Vô mấy đứa ơi. We got an escort, chúng ta phải hộ tống một ai đó hay gì đó. Slow can be Apogee Station. Okay, Apogee Station. I think that's human and things you look around. Chúng ta phải cẩn thận. Có thể bọn chúng sẽ đây bất cứ lúc nào. Mấy thanh niên cầm súng bắn chéo chéo. Vừa mới nói luôn. Này thì cầm súng bắn chéo má, còn vãi con chó sắt. Vãi chó sắt. Ôi mẹ ơi. Đây. Ô. Nghĩ sao vậy? Ôi anh thích cái trò này vậy. Ôi da trời. Teleport. Mình chỉ cần bắn nó hai lần. Mình đánh nó hai lần rồi mình cho nó nổ đạn rồi xong. Ôi thanh niên là đồng đội của mình mà. Này thì teleport nè đó. Ơi mấy cái súng này làm mình liên tưởng với cái súng trong what the trong Battlefield. Má vừa mới đụng nọ kia đụng một phát chết luôn. Địch quá ư là ảo rồi. Đó xác định giùm anh. Đó lên em ơi. Lẹ quá vậy. Đạn rồi. Cái con này cũng khá là yếu chứ cũng không lên nào ghê gớm cho lắm. Ôi. Cái này mới ghê nè. Ê. Má, cái súng ném xuống lục phần nào vậy? Má, cái súng nhìn có vẻ vô dụng vậy. Má, mình thanh niên bắn trên lầu xuống rồi. Bất lực, một cảm giác thật là bất lực. Khi đồng đội đéo bắn được con mẹ gì mình phải bắn hết từ A tới Z. Ngày ấy đâu rồi? Này thì đứng gần xa nè. Hình như có vẻ mình bắn nó đéo xuống dây gì cả. Mình có cảm giác như vậy. Ồ mấy cái súng đồ này có vẻ ăn được việc hơn đó. Đồ đó thấy không? Có vẻ hơi tốn đạn ấy. Cái trò này là nó giống nhất là trò Destiny á. Nếu các bạn nào chơi Destiny rồi các bạn sẽ rõ nó giống y hệt như Destiny vậy. Area clear. Đồ. Let's
see if we can find any signs of blue tape. Ủa sao mình đổi cái súng này không được ta? Dùng súng khác mà bắn đi, cái này hết đạn rồi. Ôm á, hết đạn. Ủa má, đồ chơi nhiều lắm nè. Pick up SMG, ồ SMG. Push up. Made it. Move up. Ok. Rồi chúng ta sẽ đi đường nào nhỉ? Take that position. Going now. Move, double time. Roger. Copy. Nhiều lúc á nó cứ hiện bấm lên trên là nó sẽ chỉ ra hướng lên trên, rồi nhiều bấm xuống dưới nó sẽ chỉ đường đường đi hay gì đó. Nhiều lúc mình cứ lẫn lộn và lẫn lại, cái nó chỉ tùm lum la, cái mình cũng chả biết đi đâu. Cho nên cái vừa đi vừa bấm như thế này nó để được biết cái hướng đi mình là đi hướng nào. Đây, đây chúng ta phải lên cái khúc này này, hơi bị xa đó. Cái gì vậy? Cái boss rồi vậy? Ồ, cái con gì ghê vậy? Ồ má, trời ơi không chết. Ơ, ơ má cho bò vậy. Ờ chết rồi kìa, chết rồi kìa. Hình qua đi thôi. Ơ vẫn chưa chết nữa, what the fuck man. Má nãy hết băng đạn, vẫn chưa chết. Trời. Còn một SMG đạn thì nhiều, nhưng mà đạn thì ít. Ơ, ơ. Cứu, cứu anh mày, cứu anh mày. Ta ra cá lại đây, 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 nhanh, 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 nhanh. Đúng rồi, đúng rồi. Chạy đi mấy đứa, chạy đi mấy đứa. Nó bắn chết mẹ bây giờ. Hết đạn rồi. Chúng ta phải xử mấy thằng nhóc lân cận này. Bone shot. Trời mát. Từ súng SMG cho tính giờ chỉ còn súng lục mà thôi. Bắn đi đi. Ra lệnh như thế nào nha. Ồ, thằng kia bắn phát chết luôn. À, giờ mình biết nút ra lệnh nè. Bấm nút lên trên, khi mà bắn cái gì nè. Nè, hồi nãy giờ mình không biết cái vụ này sớm hơn ta. Sao mình không biết cái vụ này sớm hơn ta? Sao mình không biết mẹ? Sao tao không biết nè? Rồi. Rồi, mới thấy đèn mà. Ây, ui, má ơi. Bắn quá nó giùm anh nhờ, bắn nó giùm anh. Bắn nó giùm anh. Ây, má bắn nhiều còn hụt nữa sao? Ôi 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 mẹ ơi, lùi lại cho nó an toàn. Xong lên vài cũng kỳ. Ủa mà nó súng railgun luôn hả? Ôi ôi ôi, cái gì đây, cái gì đây? Không có hình như trên đầu à, đúng rồi trên đầu. Này thì bắn. Còn ai nữa không? Mình như cái súng shotgun rồi. Lên. Thế là cái must have landed for a reason. Ship lock might tell us something. Chúng ta phải lên tàu, chúng ta xem là nhật ký hành trình của con tàu. Để xem tại sao là nó có vấn đề và tại sao nó đáp xuống đây. Thì về đây có đạn. Đỡ đây. Ô, 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 tao muốn cái này. Ô, ô, tao muốn cái này. Đồ. Đồ, nhìn ngầu vãi đái luôn. Ô, nhìn ngầu vãi. Đồ. Đồ, thấy tới cái gì, thấy tới lỗ chân lông luôn. Nhìn ngầu vãi. Đồ, thôi vô tiếp. Yeah, we need to get a look inside. There, a console inside the deployment bay. Giờ chúng ta phải scan hệ thống để xem có chuyện gì xảy ra với con tàu. Và để kiểm tra rằng nó có vấn đề gì không. My location. My là nếu mình không nhầm là min đó. Và mới hôm qua mình cũng đã đi coi thử phim The Hunger Games Mockingjay. Thấy khá là hay và nếu các bạn nào thích cái phim đó các bạn nên đi coi thử. Sao mình chơi game mà nhiều lúc mình giống như DBR phim nhiều thấy như công nhận nó hay thiệt. Chasing down there not lightly. Có đạn đằng đây nè. Hu hu, wow. Wow, một người luôn.
Nhưng mà anh thích cái này, em thích cái này bắn đã hơn nhiều. Persuade Chief and Blue Team. Giờ chúng ta sẽ đi dí theo team của Master Chief. Tụi mày tránh ra, để anh đi cái vụ Tex SMG nữa. Đứng gần cái vụ Tex SMG của nó nữa kìa. Rồi lấy Tex SMG của nó thử coi. Dừng chơi. Đưa tao cái súng, Đồ thôi. Nãy công nhận mình cứ tưởng là nó đạp cái thằng nó ra, nó lấy cái súng chứ. Ai à, hay rồi cũng what the fuck. Cái gì vậy? À, tụi bay nắp đi. Ủa mà sao nó di chuyển nhanh quá vậy, sao bắn ra? Né, nộp rồi. Đạn thì ít nhưng mà nó di chuyển nhanh quá. Ủa mém chết kìa. Sniper này. Làm một phát cái 360 no scope coi. Ồ, một cái súng này bắn đá này chứ trời. Nó rơi xuống dưới kìa. 360 no scope nè. Thôi lộn. Bắn vẫn nhắm nhưng mà cái này không phải 360 no scope. Mình không có thời gian đi nhiều lắm. Đây mình cứu rồi. À, khó quá này đi đến phải Call of Duty rồi. Ơ đồ hay. Ờ thích quả bom này. Ừ ý bom có làn tỏa luôn nè. Ok shotgun này khá là ngầu, mình thích shotgun này chứ. Mỗi lần mà bắn mà có chuyện gì là cứ cầm shotgun này mà bắn. Surprise motherfucker. Ha, mấy tình yên ngáo ngáo đứng đó nhìn mình bắn mà không biết đang làm chuyện gì. Này chị chạy nè. Hello from the other side. Surprise motherfucker. Còn anh không? Trốn qua cũng kỳ. Ra hả đứa đứa. Đó. Hãy coi sức mạnh của shotgun. Loading done. Area secure. Governor Sloan. Area secure. Man, shotgun for the win. Nên như còn đối nhiên cuối cùng đợi súng luôn cho rồi. Mặc dù đạn nhiều nhưng mà hết đạn rồi. Chúng ta chỉ còn đối như đúng một viên cuối cùng á. Cho nên cầm mấy cây nào mà nó nhiều nhiều tí. Ủa mà cùi đẹp thế. Vô mấy đứa ơi. Vô. Mở cổng cho anh vô. Vô mấy đứa ơi. Vô. Tấn công mọi thứ chúng ta thấy nha. Điểm hẹn thanh niên quá. Đi xuống là sao mày. Đi xuống. Gặp tao mà đi xuống. Ôi ôi. Bắn. Đi bắn đi. Tụi bay đâu hết rồi. Phải bắn rác quá vậy. Ây da trời ơi. Vừa mới nói luôn. Ê trên nóc một thằng kìa. Trên nóc một thằng ở đó. Bắn đó. Nói mày không bắn người ta cũng phải bắn. Đi mày hết đạn nó mới ghê chứ. Hết đạn nè. Ủa kìa, cây này ngon. Nhìn giống cây Thompson. Thompson thời hiện đại đây, đó là đây. Đồ. Trong GTA 5 cũng có cái cây Thompson đi chen vậy, nhìn nó khá là ngầu. Nhưng mà các bạn sẽ là chơi lâu năm mà các bạn mới có cái Thompson đó. Hình như nó nằm trong cái DLC này đó, mình quên mất tiêu rồi. Đồ, nói cái sông sông bắn đạn thế. Bắn đúng nghĩa, ngứa tay bắn thì đã ngứa luôn á. Ui, sao nó chứ vậy mình đi tùm lum la thế nhờ. Nó chỉ mình đi lên đây xuống dưới rồi đi tùm lum la cái mình cứ tưởng thế đéo là. Ồ, có thằng. Đi thanh niên vẫn còn đây chứ. Thanh niên, đâu rồi. Ủa, mới thấy đây mà. Nó là cái mấy thằng teleport lắm nha. Xuống luôn đi. Trời ơi, má đâu vậy? Ôi. Đông vãi liền luôn. Đạt mà nó cắn mình.
Ồ mà hay hay hay, hỗ trợ như thế là tốt. Cứ thế mà phát huy. Chúng ta đang bắn trực diện, bắn nó thế nào láo bắn. Chừ tao ra, chừ tao ra. Má bắn nó đi, bắn nó đi, bắn nó đi, bắn nó đi. Ôi trời trời, thanh niên ngáo. Đứng đó mà nhìn. Chúng ta cái này hết đạn rồi. Ôi ôi ôi, đừng có tự bỡ thấy chứ. Chạy đâu, bây giờ trời. Nó mấy thanh niên vẫn đứng trong nhà. Ủa mấy cái súng nó tự động, nó tháo ra đâu con rồi nó. Ôi ôi ôi, nó tự động nạp đạn, cái pha nạp đạn với cái súng này bựa thế nha. Tháo ra rồi nó đây đây đây, ồ mà gần dân chơi mà đúng là súng tương lai có khác. Mày nhìn cái gì? Hết bom luôn rồi, má mình có mấy video bom mình nó cũng chạy hết trơn rồi. Đông quá bắn cũng không xuể. Bắn con này danh. Không rõ là mình phải là lệnh cho tụi nó hay là tụi nó sẽ chú tâm được một con hay là chuyện gì xảy ra nữa. Nói chung là tụi bay cứ bắn hết tụi nó cho anh. Nếu mà không ra lệnh nó cứ bắn bừa thôi. Ê, ê, một thanh niên đã gục, một thanh niên đã gục. Trong cố gắng dậy dậy cứu đồng đội và hoàn thành nhiệm vụ, anh ấy đã xông lên và bắn mấy con kia và đây bị gục trước mặt mình. Đây. Cái đấy vậy, cái đấy vậy. Đông quá vậy. Cái này giống Battlefield hơn là mình nghĩ là nó giống Battlefield hơn rồi đó. Đấy, map thì rộng, quái thì nhiều. À, người chơi nhiều đó là quái bá cháy bỏ chết luôn. Thế mình thấy cái Warzone của nó cũng na ná như vậy rồi đó. Khi mà bắt đầu việc chứa 40 người phòng nó cũng chứa phải mấy chục phần mà còn gì nữa. Cái trò mà kinh dị nhưng mà mình thấy từ mọi thời đại đến chúng do Planetside phần 2 mà chứa cũng phải cỡ ngàn đi chơi địch một lúc khá ư là ngầu. Nữa hả? Má sao đông vậy? Nó làm sao lên trên đây? Lên. Chúng ta phải tới đó càng nhanh càng tốt. Tôi bảo thanh niên chạy đâu? Ây da trời. Trời ơi, what the fuck is that? Cái đéo gì đó vậy? Lại cứu anh mày. Ồ, anh vừa mới thấy một cái gì đó. Bừa với cái lồng. Còn hình như nó là con boss. Cùng không bóp ngáo vậy. Ây đủ ở đâu đây thanh niên này vậy. Hả, thanh niên cầm railgun kìa. Ôi ôi. Từ đổi railgun bắn. Đùa mà bắn cái này thì mới thấy ngầu. Ây da trời. Đó bắn cái này nhanh hơn không. Đồ mà ngầu vãi đái luôn. Này thì đồ với anh mày chứ. Cái này ngầu quá. Nhưng mà nó nặng quá. Chỉ dùng với mấy thằng như thế thôi. Thật là phí đạn shotgun của mình. Nào ra nữa anh cho mày ăn nguyên viên đạn. Good job, well played luôn á. Sniper, splinter turret. Cái đấy cầm thấy cái này đi. Có bố mày đang cầm shotgun mà. Nó mất mẹ cái shotgun rồi. Thôi, mất cái này tiếp đi. Đồ nó phải cái dung nham. Ồ, mới nhìn cái khu này ghê phải là Master Chief đâu. Anh đang tới vì chú. Xuất hiện đi. Foreign installation. Something here. Similar to a monitor. Non-communicative. Nó phải quái thú nhỉ. Move forward, but keep an eye on. Đi lẹ đi mấy đứa ơi.
look at all of this. Look at all of this. We can get a good look at it later. Forerunners did not lack a sense of style. Spartans, I'm losing your... Governor? Privacy at last. This place is huge. Why wouldn't Sloan report a find of this size? Ồ, mà cái khu này nó cứ xa xa mò đờ heo. Chúng ta sẽ đang xuống địa ngục hay sao hả ta? Blue Box was saying to team the Ticket from Meetings. Chúng ta phải đổi theo team của Master Chief. Tại vì như nó chống đối lệnh. Và chúng ta phải buộc phải thôi việc Master Chef dừng ước mơ vua đầu bếp của Chief lại. Shelter is undesirable. Are you the Guardian? I am Warden Eternal. I stand in service to Cortana. Cortana? The other humans are approved for passage. Regretfully, you are not. That sounds like a threat. Vacate his shelter now! Yep, that was a threat, all right. Nói mấy thanh niên tự hỏi cái đó phải là cái mối đe dọa hay không? Và thật sự là điệp mẹ nó vừa mới đánh mình đó. Something new. Defend yourselves. Vì mẹ bắn con bự cho anh lo mấy con nhỏ nhỏ rồi à, người lớn làm việc lớn, người nhỏ làm việc nhỏ, ok. Cái địch của mẹ gì vậy? Thanh niên chạy chứ đéo gì vậy? À, đã thấy, ô, thanh niên nó dí mình này, trời. Cái này mình xách theo cái cây kia nó sẽ hợp lý hơn đó. Cái cây mà bắn đùng ấy da, trời đụ. Trong lúc mình phải xử mấy con nhỏ nhỏ thì nó còn lớn nó quánh mình như con đẻ. Nãy đạn nhiệt tình lắm mấy đứa ơi, giờ nãy đạn nhiệt tình lên. Trời mẹ ơi, mẹ cái đéo gì ghê vậy, nó chịu con thấy chết luôn nè. Ồ quá, hai thằng chết luôn nè. Lại cứu anh mày đi, đem lại còn cứu thằng kia nữa. Vậy mới chúng ta cần một tim thật là đủ mạnh thì chúng ta có thể đánh thắng con quỷ này được. Không phải có cái gì nữa. Ôi, bay. Có khi nào nó hút đổ cái này luôn không ta? Trốn đi mấy đứa, Đã thấy còn hết đạn đi. Chạy đi má chị. Dí tao. Nói giờ mới thấy boss thật sự nè. Cái này mới gọi là ghê gớm nè. Đó. Ôi, tụi bay đâu hết rồi, lại cứu anh rồi. Ủa, mấy thanh niên nắp đúng ghê luôn. Nó đánh tao như con đẻ, còn tụi bay đứng đó nó nhìn hả trời. Uống nó chanh, địch, mấy hàng này cho bò thiệt. Địch,
À đồ, má tao tưởng thanh niên nó văng văng tút ra ngoài luôn chứ. Đợt, nó văng kiểu đó sao mà hồi sinh được. Mẹ. À đây đây đây. Tưởng văng lên đây sao mà đánh. Ê, trên đây có đường đi lên sao không nói sớm ta. Lên đây đánh cho an toàn coi. Rồi rồi. What the hell was that thing? Checkpoint nè. He said he served Cortana. He doesn't. Ủa, cái gì ghê vậy? Another quake. Should get moving. The warden was protecting whatever lies beyond those doors. Where do we go? À, cái nút chờ nó, cái nút điều khiển tụi nó. And that makes it the Master Chief's most likely target. Giờ chúng ta đi đâu đây? Find him. Let's go. Đây mấy đứa ơi, lên đây nè mấy đứa. Đây 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 đây, nhanh 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 nhanh. The warden said Cortana was calling them to her. She's not here. Oh, they built them big, didn't they? Figure that's the Guardian? Can't get much by a buck. Up here! Contact! Move! Contain! Stay where you are. One, one, seven, stand down. Sir, you are absent without leave. This is your one chance to come home peacefully. Blue team, stand down. I have a job to do. Cortana's our concern now, sir. Like hell she is.
Nhưng mà tạm thời là mình sẽ dừng tập 3 ngay tại đây. Và mình sẽ cố gắng quay trở lại sớm nhất có thể. Và các bạn thích cái video clip này hãy cho mình biết trong phần comment bên dưới. Và các bạn có thể chỉ những gì mà mình chưa biết. Ok. Và mình sẽ cố gắng hơn trong tập sau. Và mình sẽ cố gắng quay trở lại sớm hơn. Tại vì mình khá là bận nhiều công việc. What the fuck is that? The fuck? The fuck? Cái đéo gì vậy? Ghê vậy? Má con tàu không ngờ con tàu bự mấy cái lộn luôn á. Để coi hết cái con tàu này. Má xa vậy? Ôi má ơi. Ôi mẹ ơi. Ôi, công nhận cái trailer nó đúng thiệt. Mình không nghi ngờ mấy là cái trailer nó có vấn đề. Nhưng mà thật sự là nó ngày ghê vãi lời.